phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Ta, tam tiêu đệ tử, bắt đầu tiến vào phong thần bản, xuyên qua đến hồng hoàng thế giới, trở thành tam tiêu tiên tử đồ đệ, kết quả tu hành trăm vạn năm vẫn là kim tiên. Kết quả tại phong thần đêm trước, hệ thống kích hoạt. Lựa chọn một. Chờ đợi phong thần đại kiếp nạn đến, thân thể vẫn lạc, chân linh tiến vào phong thần bản, từ nay về sau sinh tử không do mình. Lựa chọn 2 Lập tức tự sát, tiến vào phong thần bản, khống chế quyền hạn cao nhất. Phần thưởng Bảo rương thần bí Cái này dùng lựa chọn. Tô phàm không chút do dự tự sát, nhập chủ phong thần bản. Đinh, mở ra thần bí bảo rương, phong thần bản tăng lên tới hạ phẩm tiên thiên chí bảo, thần đạo cảnh giới hạn chế đã tăng lên tới chuẩn thánh sơ kỳ. Bởi vì hồng hoang hương khói tạm thời không thể thu thập, đã gia nhập chư thiên trao đổi kênh nạp chúng sinh hương khói, nuốt chư thiên bản nguyên. Phong thần bản vô hạn thăng cấp, tiên thiên chí bảo. Hỗn độn linh bảo. Chí bảo hỗn độn. Cảnh giới tu hành, vĩnh viễn không giới hạn. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Chương 1 Tạm giáo chung ký phong thần bản, lập tức tự sát bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thải quan diễm diễm, bích đào vạn lý. Một tòa tiên đảo bao phủ trong mây mù, lặng lẽ tọa lạc trên đông hải rộng lớn, có vẻ không thu hút chút nào. Nhưng nhìn chung toàn bộ hồng hoang đại địa, cũng không có mấy cái sinh linh dám đến tạo thứ. Tam tiên đảo Môn hạ thông thiên giáo chủ, đạo tràng tam tiêu tiên tử. Thử hỏi ai dám trêu chọc ngay cả bỏ qua một trong lục thánh thông thiên giáo chủ không nói, tam tiêu tỷ mùi tu vi ở hồng hoang cũng là người nổi bật. Trong đó vân tiêu tiên tử thần thông quảng đại nhất. Cũng không biết đồ nhi khi nào mới có thể xuất quan, không có hắn ở bên cạnh cùng, quả nhiên là nhàm chán gấp. Cổ tùng u sầu, tiên quan mờ mịt. Bên cạnh bàn đá vuông vức, ngồi vây quanh ba tiên tử dung mạo tuyệt thế, không nhiễm trần trọc. Quỳnh tiêu tiên tử biểu môi, oán giận nói còn không phải tỷ tỷ nói tu vi hắn quá thấp, nếu không đồ nhi sao có thể bế quan mười vạn năm, nửa bước chưa ra. Nếu không còn có thể phát hiện khí tức của hắn, ta cơ hồ cho rằng hắn thân tử đạo tiêu rồi. Phi phi phi. Bích tiêu tiên tử tức giận nói. Nhị tỷ, đừng nói lời không may mắn như vậy. Bất quá đại tỷ cũng vậy, đồ nhi không phải là tu vi thấp một chút sao, này lớn như vậy hồng hoang, chẳng lẽ chúng ta tỷ mùi ba người, còn không bảo vệ được hắn. Một bên. Vân tiêu tiên tử yên tĩnh mà ngồi, từ thái đoan trang. Nghe hai mùi mùi nói, nhẹ nhàng nâng mí mắt lên, liếc các nàng một cái. Các ngươi là đang dạy ta làm việc. Tỷ tỷ, không phải ta muốn tranh luận. Quỳnh tiêu tiên tử tầm mắt không khỏi hướng về một chỗ đóng chặt động phủ nhìn lại, nhỏ giọng nói. Mấu chốt này mười vạn năm qua đi, đồ nhi tu vi ba động vẫn là dừng lại ở kim tiên kỳ cần gì cưỡng cầu đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Bích tiêu tiên tử ở một bên dùng sức gật đầu. Tại các nàng nghĩ đến, kim tiên đã có thể trường sinh bất tử, nếu độ nhi không phải là khối tài liệu tu luyện kia, chậm rãi tu hành là được. Cần gì phải nóng lòng nhất thời. Ánh mắt vân tiêu tiên tử phức tạp. Hai cái mùi mùi tu vi so với nàng thấp hơn một đường, nhưng chính là cái này một đường chi sai, để cho nàng mơ hồ trong lúc đó có thể nhận thấy được một ít sự tình, trong lòng bất an. Thiên cơ hỗn loạn, lượng kiếp sắp tới. Muốn cho đồ nhi tu vi tăng lên một ít, không phải là muốn cho hắn có thể bảo toàn tự thân. Thôi. Trầm mặt thật lâu, vân tiêu tiên tử sâu kín thở dài, chợt ánh mắt trở nên sắc bén. Lượng kiếp thì như thế nào? Ai dám động đến đồ nhi của nàng, vậy thì phải nếm thử sự lợi hại của hỗn nguyên kim đấu, ba tỷ muội các nàng từ khi khai thiên tích địa sinh ra đến nay cũng không phải dễ chọc quả nhiên vẫn là không được a à. trong động phủ tô phàm chậm rãi mở mắt thở dài trăm vạn năm xuyên qua đến hồng hoang thế giới đã chừng có trăm vạn năm thời gian nhưng mà tu vi của hắn đến nay vẫn dừng lại ở cấp độ kim tiên lần bế quan này muốn đột phá thái ất kim tiên kết quả lại không thu hoạch được gì thật ra từ 10 vạn năm trước, đại sư Tôn Vân Tiêu Tiên tử đột nhiên để cho hắn bế quan tu luyện, hắn liền đoán được phong thần lượng kiếp khả năng sắp đến. Trong trận lượng kiếp này, Tiệt giáo trăm không còn một. Ngay cả Thông Thiên giáo chủ cũng bị Hồng Quân đạo tổ mang tới Tử Tiêu cung cấm túc. Quan trọng nhất là hắn ba cái sư tôn, cũng chính là Tam Tiêu Tiên tử, mỗi cái phong thần bản trên có tên họ, cái này cũng thì thôi, vậy mà còn bị phong làm cảm ứng tùy thế Tam Tiên cô chính thần nghe hay đấy. Nhưng thật ra chính là trưởng quản đỡ đẻ thần. Tam tiêu tiên tử chính là đệ tử tinh anh ngoại môn tiệt giáo, nhìn chung hồng hoang cũng là cường giả đủ để xếp hạng ở bậc thang thứ hai, lại rơi vào kết cục như thế. Thật sự đáng buồn. Nhưng lấy tu vi của ta, có thể thay đổi những gì? Tô Phạm lắc đầu cười khổ. Hắn chính là một cái kim tiên, ở hồng hoang đó chính là tầng dưới chót con kiến hôi, Năm đó có thể bái nhập Tam Tiêu Tiên Tử môn hạ, chỉ là cơ duyên vận khí. Ba vị sư tôn đối với ta vô cùng tốt, cứ trơ mắt nhìn như vậy, thật sự là không đành lòng. Nhưng cho dù bảo các nàng khuyên Triệu Công Minh không nên xen vào, cũng sẽ phát sinh biến số khác. Tô Phạm Khoanh chân mà ngồi, lặng lặng suy tư. Như thế nào là lượng kiếp? Kiếp nạn trong thiên địa không thể tránh khỏi, trừ phi. Lật đổ Hồng Quân đạo tổ, cái này càng vô nghĩa. Kỳ thật lại nói tiếp, đối với tiên nhân bình thường mà nói, tiến vào phong thần bản ngoại trừ sinh tử không do mình bên ngoài, ít nhất còn có thể sống sót. Tô Phạm nhẹ giọng tự nói. Phong thần lượng kiếp một khi mở ra, tất sẽ lan đến toàn bộ hồng hoang. Tiên nhân đã chết không thể đến. Mà tuyệt đại bộ phận thậm chí ngay cả tư cách tiến vào phong thần bản cũng không có, có thể chuyển thế đều xem như vận khí tốt vận khí kém trực tiếp chính là kết cục hồn phi phách tán. Ta thân là đệ tử duy nhất của Tam Tiêu, chỉ sợ khó có thể may mắn thoát khỏi, không biết trên phong thần bản có tên của ta hay không. Tô Phạm bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Đúng lúc đó. Tô Phạm đột nhiên trung động, chợt trong đầu vang lên một thanh âm lãnh đạm. Kiểm tra đo lường được đặc thù sự kiện, tam giáo cộng ký phong thần bản, hệ thống kích hoạt. Lựa chọn một chờ phong thần chi chiến đến, thân thể mục nát, một chút chân linh tiến vào phong thần đài, chịu thiên đế quản hạt, sinh tử không do mình. Đạt được khen thưởng. Thiên đình chính thần vị trí. Lựa chọn hai. Lập tức tự sát, chân linh trực tiếp nhập chủ phong thần bản, đánh cấp quyền lực, đạt được quyền hạn cao nhất. Đạt được phần thưởng. Bảo rương thần bí. Chương 02. Tàm tiêu kinh hoảng, thu hoạch quyền hạn tối cao. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hệ thống Tô Phạm hơi ngẩn ngơ. Xuyên qua trăm vạn năm, Tô Phạm mới biết được nguyên lai mình là có hệ thống, nhưng kích hoạt điều kiện dĩ nhiên là tam giáo cộng ký phong thần bản. Hai lựa chọn này. Sau một hồi kinh ngạc ngắn ngủi, mắt Tô Phạm lộ vẻ trầm tư. Lựa chọn thứ nhất đã đem kết cục tương lai của hắn nói rất rõ ràng. Tại phong thần đại chiến bên trong ngã xuống, thân thể tan biến, con sót lại một chút chân linh tiến vào phong thần bản thẳng đến phong thần kết thúc sau khi được phong làm thiên đình chính thần nói trắng ra lựa chọn này cho dù không có hệ thống chỉ sợ hắn cũng sẽ đi đến một bước kia nếu lựa chọn hai tự sát thần sắc tô phạm có chút cổ quái hiện tại chỉ là vừa mới ký kết phong thần bản khoảng cách chính thức phong thần chi chiến mở ra còn không biết có bao lâu thời gian đâu lập tức tự sát quả thực cũng là một lựa chọn làm cho người ta cảm thấy khó xử chắc chắn rồi đây là đối với sinh linh tư chất ưu tú mà nói tô phàm tu luyện trăm vạn năm vẫn là một cái kim tiên cho dù không có phong thần chi chiến nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành thái ất kim tiên ta chọn hai tô phàm cũng không quá do dự tình huống của mình mình rõ ràng đây đối với hắn mà nói là lựa chọn tốt nhất đinh lựa chọn xong thu được bảo rương thần bí. Sau khi tiến vào phong thần bản có thể mở ra. Thanh âm to lớn của hệ thống vang lên trong đầu. Tô Phạm hít sâu một hơi, ánh mắt xuyên thấu cửa đá động phủ, nhìn về phía Tam Tiêu tiên tử ngồi trong tiểu đình cách đó không xa. Bọn họ tự hồ đang thảo luận cái gì, thỉnh thoảng nhìn về phía này. Sẽ không từ biệt nữa. Tô Phạm khẽ cười lắc đầu. Tính cách của ba vị sư tôn hắn không thể rõ ràng hơn nếu như bị các nàng biết được dự định của mình vậy cũng không cần tự sát căn bản là không có cơ hội dù sao cũng là đại la kim tiên bất kỳ một người nào ra tay có thể làm cho hắn không có khả năng tự sát lúc này tô phàm chú ý tới tam sư tôn bích tiêu tiên tử đứng lên mặt mang vui mừng hướng động phủ bay tới tô phàm thầm nghĩ chẳng lẽ ý niệm của ta bị các nàng nhìn thấu không đúng nếu như nhìn thấu cũng không phải bích tiêu sư tôn một mình chậm rãi bay tới, chỉ sợ tam tiêu đều sẽ trong nháy mắt xuất hiện bên người, đem chính mình bao vây. Không thể trì hoãn thêm nữa. Tô Phạm hít nhẹ một hơi, trong cơ thể tiên lực ầm ầm bạo tẩu, hóa thành cuồn cuộn đạo hỏa, từ trong ra ngoài tràn khắp toàn thân. Hả? Bích tiêu tiên tử chính diện mang sắc mặt vui mừng chuẩn bị nói cho độ nhi bảo bối không cần bế quan nữa, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Giây tiếp theo đồ nhi. Bích tiêu tiên tử thét chói tai một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện trong động phủ. Xuất hiện cùng một lúc. Còn có vân tiêu và quỳnh tiêu vốn đang ngồi trong tiểu đình. Giờ phút này, các nàng đều là vẻ mặt hoảng hốt cùng lúng cuốn, ánh mắt đều đỏ lên. Vân tiêu tiên tử trước tiên tế xuất hỗn nguyên kim đấu, đồng thời đại la tiên lực bạn bạc gạo thét mà ra, ý đồ ngăn cách một phương không gian này, khiến đạo hỏa hừng hực thiêu đốt dập tắt. Sư tôn, không cần hao phí tiên lực. Tô Phạm đứng ở trong đạo hỏa, thân thể từng tất từng tất hóa thành cho tàn, lại cười nói. Bản nguyên đạo hỏa bám vào thiên đạo quy tắc lực lượng, một khi giấy lên, diệt không thể diệt. Trách ta, đều trách ta. Vân tiêu tiên tử hốc mắt đỏ bừng, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chầm chầm hắn, tiên lực không muốn sống trào ra, ta không nên để cho ngươi bế quan, ta, ta. Đúng rồi, ta đi mời sư tôn tiếng nói hạ xuống. Thân ảnh yếu điệu thon dài của nàng đã biến mất trong động phủ. Đồ nhi, ngươi phải chống đỡ. Bích tiêu tiên tử thanh âm run rẩy, trong mắt to chứa lệ quan. Sư tôn thần thông quảng đại, chỉ là đạo hỏa, tuyệt đối không thành vấn đề. Nhị tỷ, ngươi mau đi mời đại ca lại đây, định hải châu của đại ca có thể tạm thời định trụ hư không, nếu không ta sợ đồ nhi không chống đỡ được sư tôn đến đây. Được, tôi sẽ... Quỳnh Tiêu Tiên tử đầu óc trống rỗng, nghe vậy liền muốn đi tìm Triệu Công Minh. Nhưng mà, trong nháy mắt nàng xoay người đi, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, cứng đờ tại chỗ như tượng đá. Khí tức của Tô Phạm hoàn toàn biến mất. Bích Du Cung Một đạo thân ảnh ẩn chứa vô cùng đạo vận khoanh chân mà ngồi, tức vạn hà tây rủ xuống, như một con sông dài treo xuống chín ngày, Chu thiên tinh thần vần quanh ở bên cạnh. Chính là thông thiên giáo chủ. Giờ phút này, tâm tình của hắn có chút buồn bực. Tam giáo tam thương phong thần bản, trên bản cuối cùng vẫn là hắn tiệt giáo môn hạ đệ tử nhiều nhất. Nhưng không có cách nào. Ai bảo tiệt giáo được xưng là Vạn Tiên Lai Triều chứ? Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng môn hạ tiệt giáo quả thật tốt xấu lẫn lộn, một số đệ tử không biết là mấy đời tăng thêm không ít nghiệp lực. Trái lại nhân giáo chỉ có một linh bảo đại pháp sư đệ tử xiển giáo hơi nhiều một chút, nhưng so với tiệt giáo thì chỉ là tiểu đã tiểu nháo. Ai, tuy nói môn hạ tiệt xiển nhị giáo và tướng lĩnh tán tiên chết trận đều có thể nổi danh trên phong thần bản, người lên bản sau khi chết di phong mới biết, nhưng tóm lại vẫn là môn hạ đệ tử ta nhiều nhất. Thông thiên giáo chủ thở dài. Chủ yếu vẫn là có pháp chỉ của Hồng quân đạo tổ, nếu không hắn mới mặc kệ phong thần bản. Hả? Đột nhiên, thông thiên giáo chủ khẽ nhíu mày hắn ngước mắt nhìn về phía hư không lẩm bẩm phong thần đài còn chưa dựng đại kiếp nạn chưa từng mở ra làm sao lại có chân linh nhập phong thần bản a à, là đệ tử của tam tiêu trách không được nguyên lai là hóa đạo mà chết vận khí không tệ nếu sáng sớm một bước đó là kết cục hồn phi phách tán trên phong thần bản có tên ngược lại bảo hộ chân linh của hắn ánh mắt thông thiên giáo chủ xuyên thấu hư không như có điều suy nghĩ Cùng lúc đó, Vân Tiêu Tiên Tử đang toàn lực chạy đi, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm ôn hòa của sư tôn. Vân Tiêu, vi sư đã biết ý đồ của ngươi. Đệ tử tô phàm của ngươi mặc dù đã chết, chân linh lại vào trong phong thần bản, vẫn chưa hồn phi phách tán, mà nay đại kiếp nạn sắp tới, an tâm tu hành, chớ ra ngoài. Đã. Chết. Vân Tiêu Tiên Tử đứng ngay ngốc trên không trung. Ngay lúc này, chân linh của tô phàm phiêu phiêu đảng đảng, đã đi tới trong phong thần bản. Đây là một mảnh trắng xóa không gian, chỉ có phía trước trôi nổi từng cái tôn hiệu màu vàng, rõ ràng là đủ loại thần chức. Quét sơ qua. Liền trông thấy phía trên cùng có đấu mẫu nguyên quân, cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn các loại thần chức. Mà tất cả thần chức hạ, đều không có tên họ. Đinh. Thành công tiến vào phong thần bản, đang đánh cấp quyền uy đánh cắp thành công. Ngài đã đạt được quyền khống chế cao nhất phong thần bản. Có mở ra bảo rương thần bí hay không? Chương không ba. Phong thần bản thăng cấp, tiên thiên chí bảo. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Mở. Tô Phạm gật đầu. Đinh. Bảo rương thần bí đang mở ra. Chúc mừng ngài, tiên thiên cực phẩm linh bảo tăng lên tới hạ phẩm tiên thiên chí bảo, tu hành cảnh giới hạng cao nhất từ Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong đề cao thành chuẩn thánh sơ kỳ. Chúc mừng Ngài, đạt được hồng mông tử khí chuyển hóa khí. Đinh Kiểm tra đo lường được tạm thời không cách nào từ hồng hoàng thế giới hấp thu hương khói, bắt được đặc thù tin tức, tiếp thu được chư thiên trao đổi quần mời, có hay không gia nhập. Chư thiên trao đổi kênh tô phàm ngược lại là biết công dụng, nhưng hồng mông tử khí chuyển hóa khí là đồ chơi gì? Tâm niệm khẽ động, Trước mắt nhất thời hiện ra một cái lò nung màu tím. Hồng mông tử khí chuyển hóa khí, công dụng. Một đạo thế giới bổn nguyên cùng một trăm ức hương khói có thể chuyển hóa thành một đạo hồng mông tử khí. Mười tỷ. Khóe mắt tô phạm rung lên. Đây là một con số khổng lồ biết bao, bất quá dù sao cũng là hồng mông tử khí có thể tạo nên thánh nhân A, à. nghĩ như vậy thật đúng là không tính là nhiều. Nếu như nói cho hồng hoang đỉnh cấp đại năng nhóm một trăm ức hương khói có thể trao đổi một đạo hồng mông tử khí có thể tưởng tượng được toàn bộ hồng hoang đều muốn vì đó mà điên cuồng tất sẽ triển khai một hồi trùng trùng điệp điệp hương khói tranh đoạt đại chiến sợ là so với lượng kiếp còn muốn khủng bố về phần bản nguyên thế giới nói vậy cũng không dễ dàng có được ít nhất là một hy vọng tô phàm tự nói hiện giờ chân linh tiến vào phong thần bản tu vi của hắn vẫn là kim tiên cảnh giới chỉ là không có thân thể hoặc là nói phong thần bản hiện tại chính là thân thể của hắn cảnh giới tuy vẫn dựa theo hệ thống tiên đạo mà phân chia nhưng ta hiện tại chỉ có thể đi theo hệ thống thần đạo trước mắt tô phàm hiện ra tin tức của bản thân tô phàm cảnh giới kim tiên trung kỳ không một trăm không không hương khói không tăng cảnh giới cần mười vạn hương khói sao cùng chuyển hóa hồng mông tử khí so sánh bất quá là muối bỏ biển tô phàm thầm nghĩ trong lòng dựa theo cách nói của hệ thống tạm thời không thể thu hoạch hương khói trong hồng hoang như vậy cũng chỉ có một cách đinh ngài đã gia nhập chư thiên giao lưu quần long huyết chiến sĩ ồ lại có người mới sao hoan nghênh hoan nghênh lão đạo sĩ bình thường ha 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 hoan nghênh người mới gọi ta võ lâm chí tôn Người mới báo thân phận, báo tên. Diệp Hắc. Hoan nghênh. Mọi người không nên kích động, có thể người mới cùng mấy vị giống nhau, đối giao lưu nhóm sử dụng phương pháp không biết. Xin chào người mới, nhớ xem thông báo trước, có tin tức tôi ghi lại về thành viên trong nhóm. Sau khi xem xong, đừng quên sửa đổi tên nhóm. Nhìn tin nhắn trò chuyện nhanh chóng xuất hiện trên giao diện, tô phạm theo thói quen sờ sờ cầm, sắc mặt cổ quái. Long huyết chiến sĩ, hẳn là ta nghĩ cái kia đi. Diệp Hắc, nếu không có gì bất ngờ chính là Diệp Thiên Đế, cũng không biết là giai đoạn nào Diệp Hắc. Bình thường lão đạo sĩ cùng gọi ta Võ Lâm Chí Tôn, tạm thời không cách nào xác định. Tô Phạm ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua danh sách thành viên, phát hiện còn có hai người không nói chuyện. Một người tên là Đại tướng quân Chính Đức, một người tên là Thiên Cổ Nhất Đế. Lười từng cái đi đoán. Tô Phạm tâm niệm khẽ động, trực tiếp mở ra nhóm thông cáo, bên trong có dịp hát chỉnh lý nhóm thành viên tư liệu. Ánh mắt đảo qua, nhất thời hiểu rõ trong lòng. Hai người trước đoán không sai, nhưng dịp hát vẫn còn ở địa cầu. Lão đạo sĩ là võ đan trương tam phong, ách, võ lâm chí tôn nguyên lai là hùng bá của phong vân thế giới, trong ấn tượng hắn quả thật muốn làm võ lâm chí tôn. Còn có chính đức hoàng đế chu hậu chiếu, thủy hoàng đế. Trước mắt, không bao gồm Tô Phạm, thành viên trong nhóm tổng cộng cũng chỉ có 6 người này. Thay đổi tên nhóm sao? Tô Phạm nhìn tên nhóm của mình một chút, biểu hiện là trống rỗng. Nhớ lại trong một số điển tịch tôn xưng Khương Tử Nha, trong lòng hắn khẽ động, trực tiếp sửa chữa tên nhóm là Thần của các vị thần Khương Tử Nha bởi vì tay cầm roi thần, bởi vậy có được hiệu lệnh tiến vào phong thần bản chúng thần quyền lợi, lại vì cùng tam thanh cùng hạo thiên phân biệt, cho nên được một ít người tôn là chúng thần chi thần nhưng là bây giờ phong thần bản quyền uy đã bị tô phàm lấy được nắm giữ chí cao quyền hạn khương tử nha đương nhiên phải đứng sang một bên hắn hiệu lệnh chúng thần quyền lợi tô phàm có thể dễ dàng tước đoạt mà tương lai tất cả tiến vào phong thần bản chân linh sinh tử tất cả ở tô phàm một ý niệm trong lúc đó giống như con kiến hôi nói là thần của các vị thần không hề quá đáng Đinh. Thành viên mới đã sửa đổi nhóm tên là thần của các vị thần. Trong giây lát. Trong nhóm lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Long huyết chiến sĩ. Ta chỉ nghe nói qua thần, thần của các thần. Là thần còn lợi hại hơn thần sao? Lão đạo sĩ bình thường. Tiểu tử ngây thơ. Vị tân binh này, đừng đùa với mọi người nữa, tên và thân phận của chúng ta đều là thật. Dịp Hắc, Đúng vậy, ngay từ đầu ta cũng bị đám bạn thân phận khiếp sợ đến nhưng thân phận của bọn họ là thật đại tướng quân chính đức người mới không phúc hậu a à? trẫm đi không đổi tên ngồi không đổi họ đại minh hoàng đế chu hậu chiếu là vậy cái này có cái gì có thể giấu giếm dù sao tất cả mọi người tại bất đồng thế giới tuy rằng có thể trao đổi nhưng là ai cũng không thấy được ai sợ cái gì lại nói trẫm thần tượng thủy hoàng đế hôm nay như thế nào không có nổi bong bóng đâu rồi còn muốn lại thỉnh giáo thỉnh giáo đế vương thuật. Diệp Hắc Chính Đức Đế, chuyện lần trước ta nhắc nhở ngươi thế nào rồi? Đại tướng quân Chính Đức Ngươi nói lưu cẩn Làm thịt Về phần báo phòng căn bản không phải cái gì hưởng lạc chỗ, mà là trẫm xử lý chính vụ địa phương, những kia chết tiệt văn thần, chỉ biết bôi nhọ trẫm Gọi ta võ lâm chí tôn Không nghe lời, dết hết là được Bình thường lão đạo sĩ Hùng ban chủ lời ấy sai rồi, dù sao thế giới bất đồng, không thể vơ đổ cả nắm, nếu trắng trận giết chóc, chỉ sợ Đại Minh Hoàng Triều sẽ ở trong khoảnh khắc sụp đổ. Đại tướng quân chính Đức Không sai, bởi vậy trẫm mới muốn học một chút thủy hoàng đế là như thế nào làm cho thần tử tâm phục khẩu phục. Gọi ta võ lâm chí tôn. Thủy hoàng đế cố nhiên lợi hại, nhưng đại tần đế quốc không phải vẫn là nhị thế mà chết, tức khắc sụp đổ. Dịp hắc hùng ban chủ chỗ ở thế giới, trường sinh xác thực có thể làm được, chỉ là độ khó quá cao. Từng tin tức lướt qua trong nhóm. Tô Phạm bỗng nhiên hỏi. Hệ thống, thế giới bản nguyên làm sao vậy? Thân là kim tiên, thế giới vũ khí thấp lật tay có thể diệt. Trầm mặt trong nháy mắt. Thanh âm to lớn của hệ thống mới vang lên. Hủy diệt thế giới có thể lấy được bản nguyên thế giới, nhưng sẽ tổn thất tín đồ và hương khói hơn nữa lợi nhuận quá thấp. Sau khi phân tích toàn diện, phương án tối ưu như sau. Thứ nhất, kiến tạo thần miếu, hưởng tế tự cung phụng, đạt được hương khói. Thứ hai, đúc phong thần đài, hình chiếu phong thần bản ở chư thiên vạn giới, tiêu hao hương khói xá phong thần chức, bày ra thần tích, có thể từng bước gia tăng linh khí nồng đậm độ, thăng cách vị diện. Thứ ba, vị diện thăng cấp có thể được vị diện hội báo, đạt được bản nguyên thế giới. Thứ tư, bất đồng đẳng giai vị diện thăng cấp, thu hoạch thế giới bản nguyên số lượng bất đồng, đẳng cấp càng cao, thu hoạch được bản nguyên số lượng càng nhiều. Thứ năm, thân là phong thần bản tối cao khống chế giả, chư thiên bố đạo càng rộng, ngài thần lực càng mạnh. Chương 04 Chỉ hận không thể trường sinh Kiến tạo thần miếu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Xem xong hệ thống giải thích, tô phàm như có chỗ ngộ nếu như hủy diệt một cái thế giới đích thật là có thể cướp lấy đến thế giới bản nguyên nhưng cũng chỉ có thế giới bản nguyên mà thôi hơn nữa còn là dùng một lần nhưng nếu như đem toàn bộ thế giới sinh linh đều biến thành tự thân tín đồ như vậy chính là nhất cử lưỡng tiện vừa có thể đạt được lượng lớn hương khói tăng lên tu vi bản thân cũng có thể nhiều lần đạt được vị diện phản hồi thu hoạch càng nhiều thế giới bản nguyên cuộc trò chuyện trong nhóm vẫn tiếp tục thiên cổ nhất đế muốn cho thần tử nghe lời, cũng không có kỹ xảo gì, chỉ cần bọn họ đủ kính nể ngươi là đủ rồi. Đại tướng quân chính Đức Nói bằng không nói Diệp Hắc Trên thực tế cũng đúng. Đáng tiếc đại tần đế quốc chỉ vì một mình thủy hoàng đế mà tồn tại, thủy hoàng đế vừa chết, đại tần liền hoàn toàn rối loạn. Lão đạo sĩ bình thường Nếu như tần nhị thế không phải hồ hợi, có lẽ còn tốt một chút. Thiên cổ nhất đế chậm có 23 con trai, có thể lọt vào mắt chỉ có trưởng tử Phù Tô và 18 con trai hồ hợi. Phù Tô tài năng tuy có, nhưng do dự, không biết biến báo, hồ hợi tham vọng bừng bừng, nhưng tài năng không đủ, dễ nghe lời dèm pha. Ai, chỉ hận không thể trường sinh a. À? Đúng lúc đó. Một tin nhắn xuất hiện trong nhóm. Chúa của các vị thần. Nay truyền đạo chư thiên, thu nạp hương khói, các ngươi có thể kiến tạo thần miếu, tế tự cung phụng. Thờ phụng ta người, phong thần bản trên có tên họ, tụng ta thần danh người, trong luân hồi được thấy vĩnh sinh vĩnh sinh. Nhất thời, nhóm giao lưu lại lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Sau một lúc lâu, gọi ta võ lâm chí tôn. Luận khoát lát bức, ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Bình thường lão đạo sĩ. Khụ, theo bần đạo biết, tự hồ cũng không có chúng thần chi thần thần danh này. Vì tân nhân này, ngươi sẽ không phải là cùng ta giống nhau là người hiện đại đi bằng không làm sao ngay cả phong thần bản cũng biết đại tướng quân chính đức phong thần bản là cái gì long huyết chiến sĩ cùng hỏi thông tục mà nói kỳ thật chính là có thể xá phong thần chức nếu như là thật xác thực có thể làm được vĩnh sinh bất tử một giới nào đó địa cầu một người trẻ tuổi trong tay cầm hoàng đế nội kinh nhưng hắn cũng không đọc mà là chăm chú nhìn giao diện nhóm chat trước mắt. Người thượng cổ, Xuân Thu đều độ trăm tuổi, mà động tác không suy. Nếu như Tố Vấn Thiên ghi chép là thật, như vậy cổ xưa trong năm tháng, có lẽ thật sự có một cái hồng hoang thời đại. Giả sử, người mới này không có nói chuyện, như vậy hắn là một vị thần tiên đến từ hồng hoang. Chuyện này khắp nơi lộ ra ly kỳ. Hắn rất khó tin, rồi lại hy vọng là thật. Hùng bá chỗ ở thế giới, thậm chí có nữ oa tồn tại, chỉ là đã biến mất trên đời. Long huyết chiến sĩ lai lịch không rõ lắm, nhưng là căn cứ hắn giảng giải, như vậy hắn chỗ thế giới, cũng là có thần tồn tại, chẳng qua là Tây Phương thần. Vậy, trong nhóm nói chuyện phiến gia nhập một vị thần tiên chân chính, tự hồ cũng chưa chắc không có khả năng. Nói đến bất đắc dĩ, trong bầy trước mắt có sáu cái thành viên, chỉ có hắn là hàng thật giá thật người bình thường một viên, cho dù là chính đức đế chu hậu chiếu thế giới, cũng là có võ đạo tồn tại. Hơn nữa trong nhóm thực hiện chính là giao dịch công bằng. Ưu thế duy nhất của dịp hắc, chính là biết một ít chuyện xưa của bọn họ. Cũng đổi lấy hai ba môn võ công. Suy nghĩ thu hồi, dịp hắc đem hoàng đế nội kinh đặt sang một bên, hắn hôm nay muốn đi tham gia một cái quan trọng bạn học tụ hội. Một lát sau một chiếc chạy như bay ra khỏi tiểu khu đại tướng quân chính đức thần của các thần chỉ cần kiến tạo thần miếu là được sao lão đạo sĩ bình thường gọi ta võ lâm chí tôn chính đức đế ngươi sẽ không thật sự tin chứ đại tướng quân chính đức này dù sao thử xem lại không có gì thất bại không thiệt thòi thành công kiếm máu kiến tạo một tòa thần miếu mà thôi hao phí không bao nhiêu nhân lực vật lực gọi ta võ lâm chí tôn. Nói như vậy hình như cũng có đạo lý. Long huyết chiến sĩ, ta cũng muốn thử một lần, đáng tiếc phụ thân sợ rằng sẽ không đồng ý. Xem tin tức trong nhóm. Tô Phàm mỉm cười, hắn ngược lại không lo lắng không ai tin tưởng. Những người khác không nói, vô cùng khát vọng trường sinh tần thủy hoàng, cho dù hoài nghi là giả, cũng tuyệt đối sẽ nhịn không được nếm thử một phen. Vẫn còn chính đức đế chu hậu chiếu vấn đề này cũng đúng là hỏi lại hắn đền thờ cần tượng thần mà thần tượng bộ dáng tất nhiên phải cùng hắn giống nhau như đúc tại không có bất kỳ môi giới dưới tình huống lấy hắn kim tiên tu vi còn không làm được xuyên toa vị diện sau khi hỏi hệ thống rất nhanh đưa ra câu trả lời chỉ cần kiến tạo thần miếu niệm tụng ngài thần danh chúng thần chi thần liền có thể một luồng ý niệm giáng lâm tượng thần tự thành thì ra là thế tô phàm gật gật đầu ở trong nhóm phát một cái tin tức xây thần miếu là được đại minh tuyên phủ chính đức đế chu hậu chiếu ý niệm khẽ động đem nhóm trò chuyện giao diện thu hồi trầm quát một tiếng người đâu hoàng gia thái giám trương vĩnh đẩy cửa tiến vào không người nói chu hậu chiếu suy nghĩ một chút mở miệng nói truyền chỉ xuống lấy tốc độ nhanh nhất kiến tạo một tòa thần miếu, thần danh chúng thần chi thần, liền xây ở, xây ở trẫm tẩm cung bên cạnh đi. Vâng, hoàng gia. Trương Vĩnh cũng không lắm miệng hỏi. Chính đức đế đã làm quá nhiều chuyện hoang đường, kiến tạo một tòa thần miếu chưa từng nghe nói qua thần danh, không đáng ngạc nhiên. Chờ Trương Vĩnh rời đi. Trong mắt Chu Hậu chiếu hiện lên một tia dị sắc, lẩm bẩm nói: Nếu như vị thần của các thần này thật sự là thần tiên, có thể ban cho trẫm thần lực vô thượng trẫm làm sao phải kiên kỵ chu bất chấp nữa liên quan tới tăng thêm bạn đang nghe tại truyện chấm audio cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá cầu tất cả một nghìn bông hoa hai trăm phiếu đánh giá thêm một canh thấy tên tác giả không cả người đều là gan chương không năm buông xuống thần uy như ngục bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tất cả mọi người cho rằng chu hậu chiếu thích hồ nháo, không có lòng dạ triều chính. Nhưng ai có thể biết hắn bất đắc dĩ. Bên trong có tàu chính thuần kết bè kết cánh, nắm giữ triều chính, bên ngoài có hoàng thúc chu không nhìn chầm chầm, trên danh nghĩa là hồ lông, kỳ thực là muốn đồ lông. Cho nên chu hậu chiếu mới có thể giả ngu, cũng chỉ có thể giả ngu. Cuối cùng sẽ có một ngày. Chu hậu chiếu thì thào tự nói, trong mắt chợt hiện lên một tia sắc bén. Xây dựng thần miếu bên cạnh tẩm cung. Hộ Long Sơn Trang, thiết đảm thần hầu chu không nhận được mật báo từ trong cung, ha hả cười lạnh một tiếng. Hồ nháo đi. Càng hồ nháo càng tốt. Tiểu hoàng đế, chờ ta giải quyết tàu chính thuần kia thiến chó, kế tiếp liền đến phiên ngươi, ngôi vị hoàng đế, vốn nên thuộc về ta. Chính đức đế kiến tạo thần miếu, cũng không biết cần bao lâu tô phàm khoanh chân tĩnh tọa ở không gian bên trong phong thần bản nhẹ giọng nói dù sao cũng là hoàng đế ngự dụng công tượng đông đảo nói vậy nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua một ngày đi phong thần bản tương đương với thân thể của hắn cho nên tô phàm có thể xuyên thấu qua phong thần bản nhìn thấy bốn phương tám hướng đó là một kho báu pháp bảo đủ để vô số tiên thần cực kỳ hâm mộ trôi nổi bốn phía bảo quang vô tận lưu động phong thần bản vừa mới ký kết khoảng cách phong thần đại kiếp nạn hẳn là còn có một đoạn thời gian, cho nên nói, ta hiện tại hẳn là ở nguyên thủy thiên tôn bảo khố bên trong. Tô Phàm chép chép miệng. Không thể không nói, thánh nhân chính là giàu có. Cảm giác sơ lược, ít nhất có hơn 30 thượng phẩm linh bảo, đều là tiên thiên. Về phần ngày kia thì càng nhiều, hàng trăm hàng ngàn. Ngoài ra, càng nhiều thì là thiên tài địa bảo, đang dược vân vân, ngoài trừ số ít trân quý, đại bộ phận đều là chất đóng ở bảo khố trong góc, giống như từng tòa núi nhỏ đứng sừng sững. Nhiều như vậy, nếu ta không thu một chút, chẳng phải là có lỗi với chính mình sao? Linh Bảo tạm thời không dám động, số lượng nhiều hơn nữa cũng là có tính toán, dù sao Linh Bảo đều có linh tính, thiếu một cái chỉ sợ nguyên thủy thiên tôn đều có thể phát giác. Nhưng thiên tài địa bảo thì khác. Xếp chồng như núi. Cho dù thiếu hơn 18 người, cũng không đáng chú ý chút nào. Nói vậy đường đường là nguyên thủy thiên tôn, cũng sẽ không rảnh rỗi đến quét bảo khố có mất đồ hay không. Nói lý đi. Cho dù bảo khố này đại môn mở rộng, nhìn chung hồng hoang cũng không có ai dám tới thuận đi một hai cái bảo vật, kia thuần túy là ngại mệnh dài. Trong lòng nghĩ, tô phạm ý niệm khẽ động, trong đó một tòa núi nhỏ trên liền vô thanh vô tức thiếu đi mười cái tương đối bình thường thiên tài địa bảo. Mặc dù đối với ta vô dụng, nhưng dùng để ban thưởng tín đồ là không thể tốt hơn. Tô Phạm lộ ra nụ cười. Đột nhiên. Nụ cười của hắn chậm rãi thu lại, lẩm bẩm nói. Cũng không biết các sư tôn hiện tại thế nào, hẳn là sẽ rất khổ sở đi. Tạm thời không thể. Hệ thống nhanh chóng trả lời. Có được hương khói, tu vi tăng lên tới thái ất kim tiên, ngưng luyện hương hỏa thần thân, mới có thể hành tẩu thế gian. Thái ất kim tiên sao? Tô Phạm gật đầu, cũng không tính là xa xôi. Tam tiên đảo. Mây mù lượng lờ, mang theo hồn ám nhàn nhạt. Lúc này toàn bộ hòn đảo đều là một mảnh tĩnh mịch, đã không có ngày xưa tường hòa cảnh đẹp, tiên cầm dị thú đều làm ổ ở sao huyệt, đại khí không dám thở một hơi. Bởi vì thiếu chủ tam tiên đảo đã ngã xuống. Vân tiêu mũi tử, ngươi cũng đừng quá tự trách, chuyện của tiểu phàm không phải lỗi của ngươi, ai có thể nghĩ đến hắn lại hóa đạo chứ? Huống chi, sư tôn không phải cũng nói sao, tiểu phàm không có triệt để ngã xuống, chân linh còn tồn tại. Ngoài vân tiêu cung, một đạo sĩ trung niên tận tình khuyên bảo. Hắn mặc đại đạo bào rộng rãi, râu dài bồng bềnh, một phái tiên phong đạo cốt, chính là triệu công minh trong tám đại đệ tử tiệt giáo, huynh trưởng của tam tiêu tiên tử, đại thần thông giả chân chính trong cuộc chiến phong thần chưa tới, sức một mình liên tục đánh bại 12 kim tiên xiển giáo. Cuối cùng là bị đinh đầu thất tiễn thư của lục áp đạo nhân làm hại. Đại ca, huynh trở về đi. Một lúc lâu sau, trong cung điện truyền ra một thanh âm khàn khàn. Phong thần bản kia là vật gì, đại ca chẳng lẽ không biết. Vừa vào trong đó, thân bất do kỹ. Xét cho cùng, nếu không phải ta năm đó ép độ nhi bế quan, hắn cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy tu vi cho dù không cao tốt xấu gì cũng là tiêu giao tiên cuối cùng là ta hại đồ nhi nghe vậy triệu công minh há miệng thở dài một tiếng cuối cùng lắc đầu rời đi tu vi vân tiêu không thua gì hắn sau khi nghe ba chữ phong thần bản liền hiểu rõ một chút thiên cơ tự nhiên là không lừa được nàng nói đi cũng phải nói lại tô phàm tiểu gia hỏa kia quả thật rất hợp khẩu vị của hắn, không nghĩ tới lại hóa đạo mà chết, thời giả, mệnh giả. Đáng tiếc. Triệu công minh quay đầu nhìn Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu đồng dạng đóng chặt cửa điện, lại là một tiếng thở dài bất đắc dĩ, giá vân rời khỏi tam tiên đảo. Tâm trạng hắn không tốt lắm, muốn tìm người đánh một trận. Gần đây mấy tên Tây Phương giáo tự hồ ở Đông Hải rất sinh động, không biết là đang làm cái gì đồ chơi, dù sao khẳng định không có chuyện tốt. Chính là bọn họ. Hả? Nhanh như vậy. Tô Phạm đang nghiên cứu bảo khố của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ánh mắt khẽ động. Trong tối tâm, hắn cảm nhận được từng tiếng gọi như có như không, phản phất từ trong hư không vô tận truyền tới. Hiệu suất thật đúng là cao. Lúc này mới qua chừng ba giờ, chính đức đế đã xây xong thần miếu. Lúc này một tiếng gọi nhỏ như có như không kia, chính là chính đức đế đang nghiêm túc niệm tụng thần danh của tô phàm không có phản ứng chẳng lẽ thật là giả trước thần miếu vừa mới xây xong chính đức đế chu hậu chiếu một lần lại một lần niệm tụng bốn chữ chúng thần chi thần trong lòng lại nhỏ giọng nói thầm hơi thấp thỏm oanh trong lúc bất chợt hư không sinh điện lôi đình nổ vang trong khoảnh khắc thanh âm này vang lên trong đầu mọi người đều rơi vào trống rỗng mất đi năng lực tư duy khi ý thức của họ trở lại trên đỉnh trời cao đã có vô cùng thần hoa ngưng tụ tới hóa thành một gương mặt thật lớn hai mắt của hắn so với mặt trời chói chang quang huy càng thêm thịnh liệt gấp trăm lần ngàn lần đạm mạc nhìn xuống phương thế giới này thần uy của hắn như ngục chim thú trùng ngư tất cả đều run rẩy đó là cái gì hộ long sơn trang chu bất chấp nằm rạp trên mặt đất không dám chút nào nhìn lên gương mặt kia bởi vì vừa rồi vẻn vẹn là liếc mắt một cái, ý thức của hắn liền suýt nửa tịch diệt. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới hôm nay nhận được mật báo, tiểu hoàng đế ở tẩm cung bên cạnh kiến tạo một tòa thần miếu. Cùng lúc đó, ở trong hoàng cung, cảm thụ được bầu trời truyền xuống hoảng sợ thần uy, chính đức đế cả người đều đang run rẩy, không phải sợ hãi, mà là kích động. Hắn cung kính hành lễ tế thiên sông, trước nay chưa từng nghiêm túc. Chợt mang theo tiếng rung, lớn tiếng nói. Cung nghênh. Thần của các vị thần. Chương 06 Vừa bước vào kim đan, thiết lập phụng thần ti. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thần uy mênh mông, làm cả bầu trời đều đang rung rẩy. So với lực lượng của kim tiên mà nói, thế giới vũ khí thấp thật sự quá yếu ớt, nếu chân thân tô phạm có thể hàng lâm, toàn bộ vị diện đều muốn sụp đổ. Thì ra là thế giới đệ nhất thiên hạ. Tô Phạm trong một ý niệm quét ngang cả mảnh đại địa, hiểu rõ chân tướng thế giới này. Cùng lúc đó, hắn rõ ràng nhận thấy được, thế giới này ý chí cũng không có đối với bản thân sinh ra bất kỳ bài xích, mà là cẩn thận từng ly từng tí truyền ra một tia e ngại cùng lấy lòng tín hiệu. Đây là nỗi sợ hãi tự nhiên của đẳng cấp thấp khi đối mặt với những sinh vật cao hơn. Nhìn chăm chú chính đức đế đang quỳ rạp trên mặt đất. Sau một khắc, thần âm ầm ầm như sấm sét vang lên trong càng khôn. Thiên địa rách nát, linh khí khô kiệt. Ta là thần của các thần, hiện nay giáng lâm phàm tục, truyền đạo cho chúng sinh. Thắp hương hành đạo, phúc đức diễn khánh. Tứ sinh lục đạo, hữu cảm tất phù. tam giới thập phương, vô cầu bất ứng. Tế sinh tế tử, độ nhân vô lượng. Bùng. Một đạo sáng chói trùng thiên thần trụ buông xuống, đem toàn bộ hoàng cung đều trong nháy mắt bao phủ bên trong, mà quan trụ trung tâm, rõ ràng chính là vừa mới xây xong thần miếu. Khuôn mặt to lớn trên bầu trời, theo đó tiêu tán. Trong giây lát, chu hậu chiếu đứng ở vị trí trung tâm cột sáng, cảm giác được một cổ lực lượng vô cùng thuần túy tràn vào tứ chi bách hài, tẩm bổ mỗi một tất da thịt cùng huyết nhục. Hạng nhất Siêu hạng nhất Ngày kia Tiên thiên Nguyên bản nhiều nhất chỉ là tam lưu cao thủ hắn đúng là trực tiếp nhất phi trùng thiên bước vào phóng nhãn thiên hạ đều lát đác không có mấy tiên thiên chi liệt chờ một chút không đúng sắc mặt chu hầu chiếu đột nhiên biến đổi bởi vì hắn phát giác vị trí đang điền của mình chân khí ngưng tụ lại chậm rãi xuất hiện một viên kim sắc viên đang trồng vo trồng vo cái gì đây chu hầu chiếu chưa từng nghe nói qua trong cơ thể người còn có thể tu luyện ra loại vật này nhưng trong đó truyền ra lực lượng bàn bạc lại để cho hắn có một suy đoán vô cùng kinh người. Vượt qua cảnh giới tiên thiên. Đây chẳng phải là nói, hắn hiện tại vô địch thế gian. Chu hậu chiếu trong lòng mừng như điên. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, đây hết thảy đều là bắt nguồn từ chúng thần chi thần ban cho. Nghĩ đến đây. Chu hậu chiếu ngẩng đầu nhìn về phía thần miếu phía trước, thình lình nhìn thấy, nguyên bản trống rỗng thần miếu bên trong, lúc này nhiều ra một pho tượng thần trong rất sống động thân thể như bùn đất, rồi lại hiện ra màu vàng ngọc. Đây chính là bộ dáng của thần chúng thần. Chu hậu chiếu chỉ là nhìn thoáng qua, liền vững vàng khắc ở trong đầu. Hắn cung kính hành lễ tế bái, lập tức lui ra sau hơn 10 bước, mới quát khẽ một tiếng. Người đâu? Vèo. Một đạo thân ảnh thi triển khinh công tới, xuất hiện ở trước người chu hậu chiếu cách đó không xa, khuôn mặt giàu có, tóc hoa râm, chính là đốc chủ đông xưởng Tào Chính Thuần hoàng gia. Giờ phút này trong mắt Tào Chính Thuần vẫn còn lưu lại chấn động thật sâu. Ánh mắt hắn nhìn không được nhìn đi nhìn lại hướng thần miếu, hồi tưởng lại gương mặt to lớn kia, vẫn có chút trung rẩy. Thân là đốc chủ đông xưởng, chuyện chu hậu chiếu kiến tạo thần miếu hắn tự nhiên biết được. Cũng biết thần danh gọi là thần của các thần. Mà gương mặt đáng sợ vừa rồi che đậy cả bầu trời, tự xưng là thần của các vị thần. Trên đời này có thần thánh thật sao? truyền ý chỉ trẫm đem tất cả miếu thờ đều cho trẫm hủy đi đổi thành thần miếu của ta nhưng mà tào chính thuận theo bản năng muốn khuyên bảo bỗng nhiên cả người phát lạnh chỉ cảm thấy một đạo ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng mình giống như dao nhỏ sắc bén làm cho da thịt hắn đều sinh ra cảm giác đau đớn thẳng đến khi chu hậu chiếu không nhanh không chậm dời tầm mắt loại cảm giác này mới biến mất đã là mồ hôi lạnh đầm đìa nhưng cái gì không có gì nhưng là hoàng gia anh minh a à. tào chính thuần vẻ mặt nghiêm túc không chút do dự mở miệng nói tất cả ngụy thần đều nên loại bỏ chỉ có chúng thần chi thần mới là duy nhất chân thần theo thần xem nên chuyên môn thiết lập phụng thần ti hành tẩu thế gian tuyên dương ta thần vĩ đại nghe vậy chu hầu chiếu mỉm cười gật đầu tốt lắm việc này giao cho ngươi đi làm đi à đúng rồi hắn vương một tay nhẹ nhàng đặt trên vai tàu chính thuần thanh âm bình thản không gợn sóng trước kia ngươi làm những chuyện vớ vẩn trẫm không so đo với ngươi nữa nhưng từ nay về sau ha ha ngươi hẳn là hiểu ý trẫm tiếng nói hạ xuống chu hậu chiếu xoay người rời đi một bước bước ra chính là tiếng vào trong thần miếu dần hương tế tự tàu chính thuần mồ hôi đầm đìa hắn giờ phút này lòng tràn đầy hoảng sợ vừa rồi chính đức đế tay đặt ở trên vai của hắn lại để cho hắn một động cũng không thể động thậm chí trong cơ thể chân khí đều bị phong cấm giống như một người bình thường tào chính thuần đối với thực lực của tiểu hoàng đế không thể rõ ràng hơn chính là tam lưu mà thôi nhưng là hiện tại tiên thiên cảnh giới hắn ở trước mặt đối phương lại giống như con kiến hôi này trước sau chuyển biến thật lớn có thể nói không thể tưởng tượng nổi không nghi ngờ gì nữa Chu Hậu chiếu sở dĩ có thể trở nên cường đại như vậy, tuyệt đối là tôn thần kia nguyên nhân. Thần của các vị thần. Hướng về trong thần miếu nhìn thoáng qua, Tào Chính Thuần nhớ kỹ thần linh bộ dáng, quyết định sau khi trở về liền cung phụng một pho tượng thần, ngày đêm dâng hương cầu nguyện. Lấy được 10 điểm hương khói từ Chu Hậu chiếu, lấy được 5 điểm hương khói từ Tào Chính Thuần. Bên tai vang lên tiếng nhắc nhở. Tô Phạm nhíu mày, như có điều suy nghĩ đạt được hương khói số lượng, cùng tu vi có quan hệ. Chu hậu chiếu tăng lên đến kim đan tu vi, bất quá là hắn tiện tay làm, đối với hắn không có nửa điểm tiêu hao, không đáng nhắc tới. Đặt ở hồng hoang, ngay cả trẻ sơ sinh mới sinh cũng không sánh bằng. Trong nhóm trao đổi, Đại tướng quân chính Đức, chúng thần chi thần, vô thượng chúng thần chi thần, cảm ơn ngài ban ân. Đại tướng quân chính Đức, Trẫm đã đặc biệt thiết lập phụng thần ti, tại đại minh quốc thổ trong phạm vi rộng rãi truyền bá ngài thần danh lật đổ sở hữu ngụy thần miếu thờ kiến tạo duy nhất thần miếu đại tướng quân chính đức đại minh cờ xí chỗ lập đem chỉ có ngài thần danh lưu truyền trong đám đột nhiên an tỉnh lại thật lâu sau lão đạo sĩ bình thường chuyện này đã xảy ra chuyện gì ta đang ở leo thái sơn nhìn thấy chính đức đế tin tức thiếu chút nữa một cước đạp không ngã xuống Thiên cổ nhất đế. Chính Đức nói tỉ mỉ một chút. Chương 7. Ta nhìn thấy chín con rồng từ thiên mà rơi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không sao chứ? Trên đường núi Thái Sơn, Diệp Hắc đột nhiên trượt chân, thiếu chút nữa ngã xuống, dọa không ít người một thân mồ hôi lạnh. Không có việc gì, không có việc gì, vừa rồi thất thần. Diệp Hắc hướng kéo hắn mấy vị đồng học cười nói cảm ơn ánh mắt lại có chút mơ hồ, hiển nhiên lực chú ý tất cả đều đặt ở trong nhóm trao đổi. Thái Sơn, từ xưa đến nay đã tràn ngập màu sắc thần bí. Sơn mạc đại vu chi, sử mạc cổ vu chi. Vốn dịp hát cũng thoải mái thưởng thức phong cảnh, kết quả theo thói quen quét mắt nhìn lướt qua tin tức trong nhóm, nhất thời đã bị chấn động. Thần của các thần. Thật sự là một vị thần tiên. Một bên dọc theo đường núi đi về phía trước, một bên phân ra một phần lực chú ý ở trong nhóm. Gọi ta võ lâm chí tôn. Thật hay giả? Chính đức đế, ngươi cũng đừng lừa gạt chúng ta. Các ngươi là không thấy được, thần uy của thần ta đủ để khiến thiên địa khuynh đảo, vạn vật tất cả đều thần phục, toàn bộ bầu trời đều đang rung rẩy. Đại tướng quân chính đức. Đáng tiếc sự việc xảy ra đột nhiên, trẫm quá mức kích động, thế cho nên quên quay video. Đại tướng quân chính đức bất quá ta tự chụp một cái video các ngươi xem một chút sẽ biết đinh đại tướng quân chính đức đã tải lên video bất đồng vị diện thủy hoàng đế hùng bá long huyết chiến sĩ lâm mông diệp hắc trương tam phong các loại đồng thời mở ra video quan sát tô phạm cũng hứng thú nhìn một chút trong video chu hậu chiếu long bào gia thân đạp không mà đi đơn giản thô bạo một đầu đụng vào trong núi thấp nương theo từng trận nổ vang núi thấp trực tiếp nổ tung, loạn thạch bắn tung tóe. Chết tiệt. Diệp Hắc nhịn không được nói tục. Lão Diệp, làm sao vậy? Bạn học bên cạnh bị hắn làm cho hoảng sợ, nghi hoặc hỏi. Không, không sao. Diệp Hắc khoát tay, cười có chút xấu hổ. Trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ. Chu Hậu Chiếu lúc trước là cái gì trình độ, đám bạn bè đều là biết, cũng chính là một cái tam lưu cao thủ, mở gạch đá vụn đều còn không làm được. Nhưng bây giờ thì sao? Một đầu trực tiếp đem núi thấp đụng sực tự thân còn rắm không có, ngay cả da cũng không rách. Không chỉ là dịp hắt, trong nhóm những người khác chứng kiến một màn như vậy, cũng đều là nháy mắt trừng to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc cùng khiếp sợ. Lão đạo sĩ bình thường. Gọi ta võ lâm chí tôn. Ta sai rồi, vô thượng chúng thần chi thần, xin ngài cần phải tha thứ ta lúc trước vô tri cùng mạo phạm, long huyết chiến sĩ. qua wow, ta nhất định phải thuyết phục phụ thân hiến tế vĩ đại thần của các vị thần. Dịp hắc quyết định rồi, chờ ta từ thái sơn trở về, lập tức liền dùng toàn bộ tài chính xây một tòa thần miếu, đem đại bôn đều bán đi. không, tôi e là anh không thể quay lại. nhìn trong nhóm nói chuyện phím, ánh mắt tô phạm có chút cổ quái hắn tự nhiên rõ ràng, ngoài trừ Long huyết chiến sĩ ở ngoài, Diệp hát chính là trong quần tiềm lực trưởng thành lớn nhất, tương lai Diệp Thiên Đế, tu vi một đường liên tiếp kéo lên. Đại Đế, Hồng Trần Tiên, Tiên Vương, Chuẩn Tiên Đế, thậm chí là Tiên Đế. Cũng không biết thực lực Tiên Đế như thế nào, Ngô, có lẽ có thể so sánh với Đại La Kim Tiên. Không quan trọng. Dù sao tương lai khẳng định không có tô phàm cường. Theo phong thần bản từng bước thăng cấp, Cảnh giới gông cùng xiềng xích cũng sẽ dần dần mở khóa. Nếu hạ phẩm Tiên Thiên Chí Bảo là chuẩn thánh, như vậy hạ phẩm Hỗn Độn Linh Bảo làm sao cũng có thể mở khóa đến cảnh giới thánh nhân. Huống chi, phía sau còn có Chí Bảo Hỗn Độn, Linh Bảo Hồng Mông, Chí Bảo Hồng Mông. Một tay che trời trong thế giới, sinh linh số lượng vô cùng khổng lồ, nếu là có thể toàn bộ thu nạp làm tín đồ, có thể đạt được hương khói quả thực không thể tưởng tượng. Tô Phàm phi thường chờ mong so sánh mà nói thế giới của long huyết chiến sĩ số lượng sinh linh cũng rất nhiều nhưng trong quá trình phát triển tín đồ tất nhiên sẽ gặp phải trở ngại và quấy nhiễu của các vị thần khác sau tất cả thế giới kia cũng đi theo con đường tín ngưỡng mặc dù có khác biệt nhất định với hương khói nhưng phương thức phát triển lại giống nhau đều cần có tín đồ cung phụng đại tướng quân chính đức đúng rồi trẫm đang điền bên trong xuất hiện một viên màu vàng viên đan Mọi người biết là cái gì không? Bình thường lão đạo sĩ Kim Sắc Viên Đan sẽ không phải là nội đan a, à, trời đáng thương thấy, bần đạo khắp xem đạo tịch, tu hành trăm năm cũng không thể tu ra nội đan a. À. Thiên cổ nhất đế, nội đan là cái gì? Long huyết chiến sĩ, ta cũng chưa từng nghe nói qua, trong thế giới của ta chỉ có ma pháp và đấu khí. Dịp Hắc, chờ một chút, Kim Sắc Viên Đan có thể không phải trương chân nhân lý giải bên trong nội đan, ta hoài nghi kia hẳn là tu tiên hệ thống bên trong kim đan. Diệp Hắc Nhớ không lầm, sau kim đan hẳn là nguyên anh, sau đó là xuất khiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Tiếp theo, chính là đắc đạo thành tiên. Thần của các vị thần Chính là kim đan. Sau khi tin tức này của Tô Phạm xuất hiện, trong nhóm đột nhiên yên tĩnh. Dây tiếp theo gọi ta là Võ Lâm Chí Tôn. Cung nghênh thần của các vị thần. Diệp Hắc. Cung nghênh các thần. Đại tướng quân Chính Đức. Cung nghênh thần ta. Trẫm. Ta đã truyền lệnh đi xuống, tại ta Đại Tần Cương Thổ bên trong, các nơi xây dựng thần miếu cũng vào ngày mai tại Thái Sơn Phong Thiền, tế tự cung phụng. Gọi ta Võ Lâm Chí Tôn. Ta cũng vậy. Đại tướng quân Chính Đức. Ngô thần ngài thành kính tín đồ chu hậu chiếu cả gan hướng ngài thỉnh giáo kim đang về sau nên như thế nào tu hành a à? những người này cách nói chuyện cũng quá hiện đại chẳng lẽ là bị dịp hát làm lệch trong lòng nghĩ tô phàm dứt khoát trả lời chúng thần chi thần kiến tạo phong thần đài ta sẽ hạ thần lực xá phong thần chức các ngươi cũng có thể mượn hương khói tu hành ta lại ban thưởng một thiên tiên pháp bình thường có thể truyền cho tín đồ khác quần nhắc nhở. Chúng thần chi thần truyền lên, kiến tạo phong thần đại. Quần nhắc nhở. Chúng thần chi thần truyền lên, luyện khí quyết. Gọi ta võ lâm chí tôn. Tạ ta thần ban pháp. Đại tướng quân chính đức. Tạ ơn thần ban pháp. Bình thường lão đạo sĩ. Tạ ta thần ban pháp. Bần đạo cái này liền đem núi võ đang chân võ điện nhất lên trùng kiến. Dịp hắc tạ ơn thần ban. Địch, ta cũng không có bất kỳ đối với ta thần bất kính ý tứ, mà là Thái Sơn đã xảy ra một chuyện lớn, nhất thời quá mức kích động. Diệp Hắc, ta nhìn thấy chín con rồng từ trên trời rơi xuống. Chương 08. Diệp Hắc, rơi vào quan tài như thế nào phá? Tại Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Và điều này bắt đầu Tô Phạm có chút hứng thú nhìn Diệp Hắc phát biểu. Hắn đối với cửu long kéo quan tài vẫn là rất có hứng thú. Nó xuyên qua cổ kim, là Diệp Thiên Đế cuộc khởi bắt đầu. Lão Diệp, ta nhớ rõ ngươi nói thế giới của ngươi rất bình thường a, à, liền võ đạo đều không tồn tại, nơi nào tới long loại sinh vật này? Lão đạo sĩ bình thường. Không sai, hắn đích thật đã nói như vậy. Thiên cổ nhất đế. Quay video đến xem, các ngươi gọi trẫm là tổ long nhưng trẫm chưa bao giờ thấy rồng chân chính là bộ dáng gì. Đại tướng quân chính đức. Khụ khụ, chân long thiên tử đi ngang qua. Ta không lừa các ngươi, thật là chính con rồng, chính con hắc long. Dịp hắc. Video mọi người nhau nhau mở video ra xem. Rõ ràng nhìn thấy. Trong hình, chính bóng đen khổng lồ bay xuống với tốc độ kinh người. Không, không phải bay, mà là đập. Chúng nó phản phất không biết phi hành, thẳng tắp từ bầu trời nện xuống, làm người ta khiếp sợ nhất chính là, mỗi một cái đuôi của chúng nó đều trói buộc một sợi xích đen kịt. Ở cuối dây xích đen, khóa một cổ quan tài thật lớn. Bần đạo sống sắp 100 năm, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến chân chính rồng, vẹn vẹn là thông qua video, liền có một loại đáng sợ áp bách cảm giác. Gọi ta là Võ Lâm Chí Tôn. Đây là rồng sao? Năm đó ta gặp qua hỏa kỳ lân một lần, đầu có chút tương tự long huyết chiến sĩ. Ồ, như thế nào cùng ta ở trên sách nhìn thấy long không giống nhau? Đại tướng quân chính đức. Sinh thời, lại có thể nhìn thấy chân long. Bất quá này chính đầu hắc long như thế nào vẫn không có mở mắt, hơn nữa không giống như là bay, ngược lại như là rơi xuống. Chẳng lẽ, chẳng lẽ chúng đã chết? Gọi ta võ lâm chí tôn. Nói như vậy, hình như đúng vậy. Lão Diệp như thế nào không nói, chờ một chút, hắn sẽ không bị rơi xuống lông đập chết đi. Bình thường lão đạo sĩ. Mắt trừng chó ngốc. Diệp đại tướng quân chính đức. Vận khí sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Thiên cổ nhất đế. Diệp hát trong phong thần bản, tô phạm khoanh chân tĩnh tọa, lắc đầu bật cười. Xem ra cửu long kéo quan tài đã rơi xuống Thái Sơn, sinh ra chấn động kịch liệt làm cho đoàn người Diệp hát rơi vào trong quan tài thanh đồng. Quả nhiên chỉ chưa đầy một phút dịp hắt cái chết thanh thản vừa rồi video tất cả mọi người xem đi chính bộ long thi còn lôi kéo một cái thanh đồng cự quan hiện tại vấn đề tới ta rơi vào trong quan tài như thế nào phá bình thường lão đạo sĩ cái này cũng quá thảm nếu không ngươi thử xem có thể hay không đem nắp quan tài đẩy ra đại tướng quân chính đức khá lắm chính đầu chân long cho ngươi kéo quan tài chết cũng đáng đi. Thiên cổ nhất đế. Dịp hắc. Rượu đắng vào cổ họng đau. Trương chân nhân có điều không biết, cái này thanh đồng cự quan dài đến 20 mét, căn bản đẩy không nổi. Dịp hắc. Chờ một chút. Quan tài động rồi. Chợt hắn lại phát một cái video, trong tầm nhìn một mảnh đen kịt, chỉ có yếu ớt ánh đèn điện thoại di động. Cự quan lay động, tất cả mọi người ngã trái ngã phải tiếng thét chói tai không dứt bên tai một màn đột nhiên này làm cho những người bình thường chưa từng trải qua bao nhiêu đau khổ này vô cùng hoảng sợ có người khóc lớn có người ánh mắt dại ra trong khoảng thời gian ngắn cả nhóm lâm vào yên lặng bọn họ đều không thể hiểu được hiện tượng này bởi vì không nhìn thấy bên ngoài quan tài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì qua một lúc lâu mới có người nói ra suy đoán của mình đại tướng quân chính đức nếu vừa rồi cửu long kéo quan tài là từ tinh không mà đến hiện tại có thể hay không là lại thoát ly đại địa hướng về tinh không trở về lão đạo sĩ bình thường ồ rất có thể ai sớm biết vừa rồi nên xoay người rời khỏi thái sơn về nhà xây thần miếu đi thiên cổ nhất đế chưa chắc đoán không sai cửu long kéo quan tài có thể là dọc theo quỷ tích nào đó di động trong vũ trụ tinh không địa cầu chỉ là một trạm dịch của nó trẫm hiện tại tò mò chính là, nó muốn đi nơi nào? Diệp Hắc Có đạo lý, nhưng vũ trụ mênh mông vô ngần, chờ nó đến trạm kế tiếp, chỉ sợ ta đã sớm chết già. Trong đám mọi người nhao nhao an ủi, nhưng trong nội tâm cũng đều cảm thấy, khả năng thật sự muốn giữ nhiều lần ít. Trạm tiếp theo cửu long kéo quan tài, hẳn là huỳnh hoặc cổ tinh. Nhìn tin tức nói chuyện phím trong nhóm, trong mắt tô phàm hiện lên một chút kỳ dị nếu như dựa theo quỷ tích bình thường phát triển, đoàn người dịp hát sau khi tới huỳnh hoặc cổ tinh, sẽ gặp phải ngạc tổ, hơn phân nửa đều phải chết ở nơi đó. Bất quá những thứ này cùng Tô Phàm không có quan hệ. Tốc độ tăng trưởng hương khói, không khỏi cũng quá chậm chạp. Tắt đi nói chuyện phím giao diện, Tô Phàm tâm niệm khẽ động, trước mắt hiện ra tự thân tin tức. Tô Phàm cảnh giới. Kim tiên trung kỳ, 305, không mùi hương. 300 linh năm hương khói ngược lại một mực chậm rãi tăng trưởng. Ở thế giới chính đức đế chu hậu chiếu, lúc tô phàm hàng lâm, nói ra thần danh của mình. Tự nhiên. Hấp dẫn một bộ phận dân chúng bình thường. Nhưng không có tượng thần, chỉ đơn thuần thờ phụng thần danh, hương khói có thể đạt được thật sự có hạn. Hệ thống, hương khói chỉ có thể thông qua cung phụng phương thức thu hoạch sao? Tô Phạm Cao Mày hỏi từ kim tiên trung kỳ thăng cấp đến kim tiên hậu kỳ cần rộng rã 10 vạn hương khói cái này cố nhiên là không tính nhiều nhưng phía sau cảnh giới nhất định sẽ càng ngày càng nhiều những người khác không nói chỉ cần hồng mông tử khí chuyển hóa khí kia liền cần ước chừng trăm ức hương khói hiến tế là con đường trọng yếu để thu hoạch hương khói hệ thống trả lời hiến tế tô phàm sửng sốt sau đó đột nhiên tỉnh ngộ lại Đúng rồi. Ở trong hậu thế, vô luận là tế thần hay là tế tổ, từ đế vương tướng quân cho tới bình dân bách tính, đều là không thể tránh khỏi hiến tế. Nói rõ đây tất nhiên là một con đường thu hoạch hương khói. Hiến tế điều kiện tiên quyết là cần có thần miếu, nếu không, trực tiếp để dịp hát đem toàn bộ cửu long kéo quan tài hiến tế, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Tại bọn họ tuyệt vọng nhất thời điểm, thần linh giáng lâm cứu vớt hẳn là có thể thu hoạch một nhóm thành kính tín đồ. Đáng tiếc. Tô Phạm lắc đầu. Ai, đáng tiếc lão Diệp, hắn thật sự không tệ, hơn nữa rất hợp khẩu vị trẫm, không nghĩ tới vận khí lại kém như vậy. Chu Hậu Chiếu khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo tiếc núi nồng đậm. Về chuyện hoàng thúc thiết đảm thần hầu muốn soán vị, Diệp Hắc cũng nói cho hắn biết. Bẩm hoàng gia, thần hầu cầu kiến. Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm cung kính của thái giám trương vĩnh trẫm còn chưa kịp tìm ngươi ngươi ngược lại tới tìm trẫm trước là khẩn cấp muốn biết chuyện của thần ta đi chu hầu chiếu khẽ cười lạnh tuyên chương không chính tạ mời người tại hỏa tinh vừa mới chạm đất bạn đang nghe tại truyện chấm audio thần tham kiến bệ hạ thiết đảm thần hầu chu không nhìn đi vào ngự thư phòng quỳ xuống hành lễ ánh mắt hơi lóe lên chu hậu chiếu lẳng lặng nhìn hắn không nói lời nào thật lâu sau mới thản nhiên cười nói hoàng thúc vì sao hành đại lễ này mau bình thân tạ bệ hạ chu bất chấp thở ra một hơi đứng lên ánh mắt cực kỳ mịt mờ ở trong phòng tuần tra một tuần giống như là đang tìm thứ gì đó hoàng thúc đang tìm cái gì chính đức đế đột nhiên mở miệng hả chu bất chấp trong lòng nhất thời cả kinh hắn mới có thể nói là vô cùng cẩn thận theo lý thuyết lấy thực lực của tiểu hoàng đế là quả quyết không thể phát giác chờ một chút cho đến lúc này chu bất chấp rốt cục phát hiện nguyên bản trong mắt hắn phế vật cháu trai giờ phút này đứng ở trước mặt hắn lại như một tòa mênh mông vương dương giống như khó dò sâu cạn hoàn toàn không có trước kia gầy yếu không chịu nổi một cái nguyên bản tam lưu hiện tại lại bước vào tiên thiên. Điều này sao có thể? Chu bất chấp sắc mặt thay đổi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, chẳng lẽ hắn lần này tiến cung, tự nhiên là bởi vì hôm nay xuất hiện ở trên bầu trời khuôn mặt khủng bố. Nguyên bản, Chu Hậu Chiếu ở tẩm cung bên cạnh kiến tạo thần miếu không chút nào bị hắn để ở trong lòng, dù sao tiểu hoàng đế thích hồ nháo sự tình, là mọi người đều biết. Nhưng sau khi khuôn mặt che khuất vòm trời xuất hiện, mọi thứ đã khác bởi vì cái kia tôn vĩ ngạn không biết tồn tại, tự xưng chúng thần chi thần, thần linh, cùng hắn từ trong cung lấy được mật báo bên trong nhắc tới thần danh, giống nhau như đúc. Cái này cũng rất đáng sợ. Vèo. Đột nhiên, một đạo hàng quang lóe lên. Chu bất chấp trong lòng trùng mình, cơ hồ muốn ra tay, nhưng ý niệm vừa mới hiện lên trong đầu, liền nhìn thấy một tờ giấy mỏng cắm ở dưới chân của mình, thật sâu chìm vào trong sàn nhà. Nhanh thật chu bất chấp bỗng nhiên cả kinh, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như tờ giấy vừa rồi mục tiêu là hắn, chỉ sợ đã chặt đứt cổ hắn. Thần hầu, trước khi tiên hoàng băng hà, e sợ trẫm còn trẻ, dễ bị gian nhân thao túng, hoặc vô lực chủ trì triều chính, không biết phân biệt trung gian, vì vậy liền lệnh ngươi sáng lập hộ Long Sơn Trang. Mấy năm nay, cũng vất vả cho ngươi rồi. Chu hầu chiếu thản nhiên mở miệng, xưng hô đã từ hoàng thúc biến thành thần hầu là bổn phận của thần. Chu bất chấp hít vào một hơi, thấp giọng nói. Ân, trẫm hiện tại có một nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Thấy tờ giấy kia không? Dựa theo lời bên trong, kiến tạo phong thần đài, ta muốn trong vòng ba ngày nhìn thấy kết quả. Chu hậu chiếu mỉm cười nói. Phong thần đài là có liên quan đến vị thần kia. Vâng. Chu bất chấp lập tức anh nặc. Tốt lắm, đi xuống đi chu hậu chiếu tiện tay chỉ tờ giấy mỏng toàn bộ rơi xuống mặt đất liền chậm rãi bay lên bay trên không trung di chuyển lớn không đúng đây thuần túy là dùng chân khí khống chế chu bất chấp khóe mắt nhảy dựng đưa tay tiếp lấy tờ giấy mỏng liền thấp giọng cáo lui chuẩn bị rời đi nhưng mà ngay khi sắp đi ra cửa phòng thanh âm bình tĩnh của chu hậu chiếu bỗng nhiên vang lên sau lưng khí tức sắc bén gần trong gan tất làm cho cả người hắn đều trở nên cứng nhắc Đúng rồi, đã quên nói cho thần hậu, mật thám ngươi an bài trong cung trẫm đã tiêu diệt toàn bộ, trẫm không thích cảm giác bị người giám thị. Lại có lần sau. Hộ Long Sơn Trang cũng sẽ không cần tồn tại. Cứ như vậy đi, nghiêm túc đốc xây phong thần đài. Sau khi xây xong, trẫm sẽ ban cho ngươi thiên hương đậu khấu, cứu sống tố tâm trong băng trì thiên sơn, cũng tự mình ban hôn cho các ngươi. Nghe vậy, chu bất chấp chấn động trong lòng tố tâm là thứ hắn không thể dứt bỏ nhất đóng băng dưới băng trì thiên sơn nhưng chuyện này chính đức đế làm sao biết được chu bất nhìn rất rõ ràng chính đức đế nói những lời này vừa trấn an cũng là uy hiếp hít sâu vào hắn đè xuống tâm tư hỗn độn cung kính mở miệng nói đa tạ bệ hạ phía sau không có thanh âm lại vang lên chu bất chấp đợi vài giây mới xoay người đẩy cửa ra lúc đóng cửa dư quan ở trong phòng liếc mắt một cái lại không có nửa bóng người đại tướng quân chính đức ha ha trẫm hảo hảo gõ một phen chu bất chấp thật sự là tâm tình thư sướng chính đức đế ngươi vẫn là không đủ ác a à, đổi lại là ta trực tiếp cả nhà sao chép chém đại tướng quân chính đức hùng ban chủ lời ấy sai rồi chu vô tầm nhìn tâm tuy lớn nhưng chỉ cần trẫm có thực lực tuyệt đối nghiền ép hắn lại có thể như thế nào quan trọng nhất là Ngô thần cần chính là tín đồ cùng hương khói, trừ trẫm ra, chu bất chấp tuyệt đối được xưng là đệ nhất thiên hạ, dết chẳng phải lãng phí. Húng hồ chu bất chấp mật thám trải rộng khắp thiên hạ, dùng để truyền bá ta thần tôn danh, là không thể tốt hơn. Thiên cổ nhất đế Chính Đức nói không sai. Thiên cổ nhất đế Liền tỷ như, trẫm bây giờ biết tại trẫm sau khi chết, Lý Tư cùng triệu cao hội tả tả triều chính, nhưng chỉ cần trẫm vẫn còn sống, thử hỏi ai dám làm loạn đại tướng quân chính đức không hổ là trẫm thần tượng quả thực cùng trẫm nghĩ giống nhau như đúc ha ha gọi ta là võ lâm chí tôn nói như thế cũng có lý ta vốn định làm thịt phong vân trước nhưng bây giờ nghĩ lại cũng không cần dựa theo lão diệp nói bọn họ đã là ta cái này một giới cái gọi là nhân vật chính như vậy để cho bọn họ trở thành ngô thần tín đồ nói không chừng sẽ có ngoài ý muốn kinh hỷ a à. Bình thường lão đạo sĩ. Nói đi cũng phải nói lại, Diệp Tử còn sống không? Diệp Hắc, Diệp Hắc. Khóc trống lên. Diệp Hắc. Cảm ơn, người đang ở sao Hỏa vừa mới hạ cánh.